là cây thân gỗ trung bình, nhiều cành, cây có thể cao từ 4 đến 6 mét, cây mộc hương sống lâu năm, rễ cây to, đường kính cây mộc hương trung bình ở Việt Nam khoảng 20 đến 30 cm, còn cây mộc hương cổ thụ ở Trung Quốc nhập về có thể cao đến 10 mét và đường kính thân lên tới 50 cm, vỏ bên ngoài có màu nâu nhạt. Dùng để chữa bệnh đau dạ dày, lá mọc so le nhau, phiến lá chia thùy không đều ở cuống, gốc có lá hình ba cạnh tròn, dài từ 12 đến 30 cm, rộng từ 5 đến 15 cm, cuống lá dài khoảng 30 cm, mép lá có hình hơi lượn sóng, hai mặt lá đều có lông nhưng mặt dưới nhiều lông hơn mặt trên, càng lên trên ngọn lá càng ngắn, hoa mộc hương có màu trắng hoặc màu vàng nhạt, vàng hoặc vàng cam, thường mọc thành chùm ở kẽ lá gần ngọn, đài hoa có 4 răng, tràng có 4 cánh dày liền nhau tại gốc, hoa có 2 nhụy đối nhau, bầu có 2 lá noạn cũng dính vào nhau ở gần gốc hoa. Cây cho hoa rất thơm, nở rải rác quanh năm nhưng nở rộ vào mùa thu. Các bạn có nhu cầu mua cây giống mộc hương, từ cây giống đến cây nhỡ và cây trưởng thành đang có hoa thì vui lòng liên hệ nhà vườn Đạt Nhung theo địa chỉ khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.